Tại Hà Nội, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam ASEAN (V-ASEAN) vừa tổ chức đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2023-2028, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới nhằm tăng cường thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực ASEAN, ASEAN cộng 3, tạo ra sự gắn bó, chia sẻ lợi ích cùng phát triển giữa các quốc gia, góp phần xây dựng một khu vực ổn định, hòa bình và phát triển, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua việc xây dựng trung tâm giao dịch và quảng bá sản phẩm tại các nước sở tại, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa các nước để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế của các nước ASEAN, đại hội đã đưa ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 như sau nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong nước mở rộng đầu tư kinh doanh kết nối giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài duy trì và phát triển lực lượng hội viên góp phần xây dựng và phát triển đất nước xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với các nước trong và ngoài khu vực asean tổ chức các diễn đàn hội thảo hội nghị thúc đẩy phát triển đầu tư thương mại hợp tác văn hóa du lịch và các lĩnh vực hoạt động khác tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực gia nhập các tổ chức quốc tế hợp tác chặt chẽ với đại sứ các nước asean tại việt nam và đại sứ quán việt nam ở các nước asean